đến dự và theo dõi chương trình lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn tàu ô qua sóng đài phát thanh truyền hình của 32 tỉnh, thành phố. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.